Còn có mấy cục này mấy làm đủ. Đau đầu với sợ mẹ yêu vì đang đau đầu với mà do hồi xưa nó có đường ống nằm ở đó rồi. Đập cái chỗ này nè, ngay chỗ cái mí vàng vàng. Nó không đập để được bốn dư nữa.
Đúng rồi. Thì có được đi là chị đặt thêm một ít cho chị. Nó ngồi bên ngoài đi. Trên ngày này có việc. Chùa em. Bán hàng mà không nâng cao chị đó không nâng cao gì của ý thế đó đó là phải gì ạ đầu tiên cần gì cao vô là phải cụ đơn mà cao vậy bán năm rồi chị đang đi bán hàng dạ yeah.